Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Scout Review. Và nhìn trước mắt anh em đây là một chiếc xe Honda CB1000R phiên bản Black Edition, phiên bản đặc biệt nha anh em. Phiên bản này nó có tông màu đen là chủ đạo. Và em xe này là được nhập khẩu hải quan chính ngạch và nó là được nhập về bởi Honda Việt Nam nha anh em. Và hiện tại thì xe này nó vẫn còn bảo hành lên đến là gần 2 năm. Đó, và xe này là model 2023 và mẫu xe này cũng mới đăng ký đây thôi. Và nhìn sơ qua thì chắc anh em cũng có thể biết được đây là mẫu CB1000 Black Edition nha anh em. Đấy, xe thì các chi tiết ở trên xe nó đều được xi mạ và sơn màu đen. Và ở model 2023 này thì cái đầu đèn nó đã có một sự thay đổi nhẹ, cũng như là phần mâm xe nó cũng được thay đổi thành những cái mâm đa chấu nhỏ. Đấy, thì mẫu CB1000R này thì nó còn được mệnh danh là quỷ một giò. Đó, và phiên bản Black Edition này nó có trang bị thêm là cái woodchip. Đấy, anh em có thể thấy được cái woodchip ngay chỗ cần số ha. Và xe thì nó là một chiếc xe lướt nguyên zin. Xe này hiện tại đi được là 4.000 cây. Xe cũng đã trang bị chống đổ cũng như là đèn đi tua Lubu. Và cái đời 2023 thì anh em có thể thấy được cái phần đầu đèn xe nó đã có sự thay đổi nhẹ. Phần đèn pha của xe thì nó đã được thay đổi theo kiểu là dạng giọt nước, hay anh em cũng có thể gọi là móng ngựa. Đấy, nó cong cong, nó giống như là hình móng ngựa ha. Tuy nhiên mình thấy thì nó giống theo kiểu dạng đèn giọt nước hơn. Và đèn định vị ban ngày nó là chạy xung quanh cái đèn. Ở bên trong pha cốt nó vẫn là đèn full LED cũng như là xi nhan full LED trước sau. Ở phiên bản Black Edition thì nó cũng trang bị thêm cái kính chắn gió nhỏ ở phía đằng trước ha, cũng được sơn màu đen. Phần mâm xe cũng như là ti phuộc ở đây thì nó cũng được xi mạ trên phiên bản Black Edition. Anh em có thể thấy được cái ti phuộc nó được mạ anode màu đen ha. Và ở phần cánh mâm của phiên bản Black Edition này nó được phay CNC, nó sáng bóng ở bên trong đó anh em. Đấy, xe này nó là đa chấu kép theo kiểu chấu đơn nhỏ. Nhìn nó thanh mảnh giống như là đi bánh căm ha. Và xe thì cũng đã có trang bị bảo vệ két nước Evotech. Máy móc em này là zin nguyên bản 100%. Em CB1000R này thì nó cũng còn rất mới. Bình xăng ở trên xe thì nó cũng đã được dán keo bảo vệ rồi. Tháo ra là đẹp như mới nha anh em. Anh em thấy có thể thấy độ bóng ở trên bình xăng ha. Đấy, và phiên bản 2023 thì nó có thêm một cái tem bạc. Thêm cái tem bạc và nó có cách điệu CB1000R ở đây. Đó, tem zin ở trên bình xăng nó vẫn còn, xe này cũng còn hai chìa đầy đủ nha. Đấy. Máy móc em này là nguyên zin rồi. Nguyên zin bao test. Rất là miễn bàn luôn. Động cơ này thì cũng khá mạnh nha anh em. Em nó cũng vào khoảng 142 mã lực. Đó, cho một cái công suất rất lớn, lớn hơn so với đời trước. Đời trước của em này thì chỉ có 125 mã thôi. Còn đời sau bây giờ nó là 142 mã. Đấy, anh em có thể nhìn thấy được cái gấp đơn ở phía sau. Em này thì nó vẫn trang bị gấp đơn như đời 2009 trở về sau này. Đấy, và bô của nó thì cái ống xả nó làm hai lỗ thoát khí. Đó. Nếu mà anh em đi ra đầu thì nó sẽ thoát ở cái bô lớn. Khi mà anh em đi ga cao thì có thể nó sẽ thoát luôn hai lỗ này. Đấy, xe thì nó trang bị phuộc mono shock ở phía sau và nó có thể điều chỉnh được cái độ nén của phuộc luôn nha anh em. Mình không biết cái đời 2022 với 2021 thì nó có điều chỉnh hay không, nhưng mà mình thấy cái đời 2023 thì nó có cái điều chỉnh ở dưới cái chân phuộc nha. Và ở trên này mình cũng có thể điều chỉnh được cái độ nén của lò xo. Đó, nó có thể điều chỉnh được luôn, rất là hay. Và nhìn từ phía bên hông trái thì anh em có thể thấy được cái gấp đơn của xe. Đấy, xe nó trang bị gấp đơn, bảng cũng khá to. Và gấp này nó cũng rất là chắc chắn nha anh em. Nó vẫn đảm bảo tốt cái độ đầm chắc của xe khi mà anh em chạy tốc độ 250 km/h. Đó, thì cái này nó cũng khá là hay ha. Thường là anh em hay đánh giá nói là một gấp đi nó không ổn định. Tuy nhiên là những hãng xe lớn thì họ lại trang bị những cái dòng 1000 hay là hơn 1000 cũng đều sử dụng gấp đơn như thế này. Đấy, xe nó vẫn đảm bảo độ đầm chắc của xe. Và xe này thì nó có cái bình xăng lên đến là khoảng 17 lít nha anh em. Đi vô tư luôn. Đó, và phía bên trái này nó có trang bị sẵn cái woodchip theo xe, bởi vì đây là cái bản Black Edition, nó đắt hơn. Bản Black Edition thì nó đắt hơn so với bản thường khoảng 15 triệu. Nếu mà bản bán chính hãng là 515 thì em này có giá bán là 530. Nó đắt hơn tí xíu ha. Thì bây giờ nếu mà anh em mua một con CB1000R phiên bản lướt, phiên bản Black Edition lướt này thì anh em chỉ bỏ ra khoảng là 440 triệu thôi là anh em có thể sở hữu được một chiếc xe lướt phiên bản 2023 rồi. Đấy, em này là cũng tiết kiệm cho anh em lên đến khoảng 100 triệu nha. Khá là tiết kiệm luôn. Rồi anh em nào quan tâm tới chiếc CB1000R phiên bản Neo Sport Cafe Black Edition thì anh em cứ liên hệ nha. Em này có giá bán là 440 triệu còn thương lượng cho anh em. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số cặp cũng tương đối là đẹp. Đấy, xe nguyên zin, rất đẹp nha.